Nhiều anh em lên mạng thấy cách nuôi dơi lấy phân mà sử dụng âm thanh, rồi cũng thấy mấy anh em mua củ thuận về, anh em lên mạng đào những cái tiếng dơi ở trên mạng. Những cái tiếng dơi trên mạng là làm không được nha anh em, tại những tiếng dơi đó là dơi quả, là dơi ăn trái cây. Tiếng dơi đó mở lên thì đồng ý là bắt được dơi quả đồ này nọ, cũng có khi dơi muỗi nó lẹn vô, nhưng anh em chỉ để bắt thôi. Còn tiếng dơi bên Thuận là tiếng dơi chuẩn, dụ dơi về chọi kiểu như là gần gũi thực thuyền, nó về cảm giác nó bình thường anh em hiểu không? Không phải là để cắn nhau hay gì hết. Thì anh em cần cái tiếng dơi thì bỏ chút điểm kinh tế ra mua về làm, chứ đừng có lấy những cái tiếng dơi trên mạng anh em làm không được đâu. Thì số điện thoại của Thuận trên màn hình anh em cần thì gọi số đó. Thì Thuận đăng tiếng dơi ra chèn vô bài nhạc, khi anh em lấy là không có tiếng nhạc nha anh em. Anh em bấm đường link bên dưới để xem thêm chi tiết.